À, Hôm xin nay chào làm mọi sao người. vậy? Hôm nay là mình sẽ vệ sinh cái máy hút bụi xác nha. Sau một tháng hả? Máy lọc không khí, lộn, máy hút bụi. Hơn khoảng một tháng sử dụng á, thì mình thấy là cái màng lọc thô ngoài nó dơ á. Nghe chỗ nước buồn tắt vậy. Kìa đó, có ba làm gì kìa đó, bây giờ có ba làm gì kìa, đi đâu ba làm gì kìa. Đây là cái nước bắt mũi nè. Ê, có dính không? Không gì vậy? Không phải bắt mũi. Ê, gọi bác ơi. Còn hết hồn tỉnh. Nước bắt mũi này chỉ dính được mấy con... Mấy con gì á? Cánh bướm. Con gì cánh bướm vậy đó? Mấy con... Không biết chị cánh bướm đó, con kêu là con gì á? Rùi cánh bướm hay gì á? Chỉ có được một con mũi thôi. À, con rùi cánh bướm. Đó, chỉ được có một con mũi thôi, còn như là dính ruồi cánh bướm không à. Đó. Mình cũng vui dính mấy con đó cũng được. Bụi quá trời bụi luôn kìa. Rồi, đây là bụi nè nha. Đây là miếng lọc thô nè. Bụi quá, rất là nhiều. Cái gì? Cho em cái đó, em ngồi sớm rồi. Sớm. Đừng nên dớ con. Đó nè, sau một tháng sử dụng nè, trời quá trời luôn, là rất là nhiều bụi luôn nè. Bụi không mà bụi ở đâu bác, đâu có ghim điện nào nhắn được. Ba đang vệ sinh mà, nghe có ba vệ sinh kìa. Coi chừng nó chọt vô rỗng cái miếng lọc không khí nè. Nghe nhìn ba kìa. Xong. Đó, cái miếng lọc thô này sau khi mình vệ sinh là nó là nó sạch rồi. Có chừng hư á. Trời ơi, dơ quá trời luôn á. Ở cái gì nè? Thì sau một tháng hoặc hai tuần gì đó, nếu có thời gian thì mình lấy lưới lọc ra để mình vệ sinh. Rồi, hôm nay ba đóng lại. Sau khi vệ sinh xong thì đóng nắp lại thôi. Đây là máy lọc sát có chế độ bắt mũi. Đây, sát bắt mũi. Rồi, cảm ơn mọi người.